Dường này tiếp tục xuống ghe cả nhà. Này xuống ghe tạm lại cả nhà. Đi bữa nay dài với bên trên bờ này dừng lại xuống ghe cả nhà. Hôm nay Dương xuống ghe, Dương sẽ nấu cái món mắm xào mực với tôm nha. Đây Dương mướp, mướp nhà Dương trồng Dương hái xuống này cả nhà. Này có mực nữa cả nhà. Này có mực ống nữa cả nhà. Đó. Còn hôm nay hôm nay mưa cả nhà. Mưa bông. Tôm lột, đây có một ống tôm lột, đây có mấy con tôm tích bỏ vô ăn nha, đây có mực gừng nữa cả nhà, hành, ống bọn, tôm tích này tôm tích giặt nữa cả nhà, giờ sẽ bỏ vô ăn chung luôn, ở đây được mớ một ống nữa cả nhà, được mớ một ống, với mớ tôm lột, Dương sẽ chế biến nha, với mớ mực gừng nữa cả nhà, chừng Dương làm giờ hiện tại có cái mẹ cả nhà. Có mực bên đây là mớp này nha, này Dương là còn là cả lại chỗ kia ăn cá kho chi thịt kìa, tôm xào này có mực ống nè, xào lộn với mực với mực dần với tôm tích với tôm thẻ nha. Mình có cá chim kho thịt. Mở nhà ăn tôm thẻ nha. Tuột. Mực nó tuột quá trời. Mở nhà có mực dần á nha. Đã không? Còn ớt dễ nổi luôn nè. Có ớt thì cái cắn ăn cũng ngon. Này cái ớt thịt mà ha, ta chưa xuống nhiều. Này vô làm nấu cá kho thịt ở nhà mà dưới nhà miếng thịt thịt heo nay dài lâu quá không có làm nếp với kia, nay xuống nghề làm lại cho cả nhà xem. Ở nhà con tôm tích rồi nè, tích gặp luôn kìa. Tôm tích nghịch không nha. Đau. Nãy giờ ăn cơm cũng xong rồi nha. Giờ Dương sẽ đi phơi khô coi nha. Tối giờ tre được mớ khô cái lo châu rồi nha. À, tối giờ hai anh em làm được mớ cái lo châu nè. Này mình mần sẵn rồi. Anh em mần sẵn giờ phơi khô nha, được hai vỏ coi nha. Hai vỏ cái lo châu giờ sẽ phơi khô coi nha. Cả nhà trong khi phơi khô, Dương có một mớ phơi khô cá lòi châu nó khô rồi cả nhà. Đó, thấy mênh mông quá trời luôn cả nhà, nguyên cái nóc ghe luôn cả nhà, ngay nóc ngay bộ quần lái kìa, nguyên nóc luôn cả nhà, thấy quá trời khô rồi. Ngày khô bắt lên làm tự nhiên không có muối nghe nha, khô lạc nha cả nhà, khô cá lòi châu lạc luôn cả nhà. Xin chào cả nhà, hiện tại hai anh em đang thả trôi để tiếp tục một đêm làm nữa cả nhà. Hiện tại đang thả trôi để tới chỗ mình te cả nhà.
để tối nay sẽ làm. Hy vọng tối nay có sẽ có nhiều đồ ở nhà. Lúc này biển giả rất là ít đồ luôn cả nhà, nên làm cũng hên xui luôn cả nhà. Giờ hiện tại cũng khoảng giờ cũng khoảng 5:06 rồi cả nhà ơi. Giờ biển hôm nay rất là im, biển rất là trong xanh luôn cả nhà. Giờ hiện tại giờ gió lên quá nha. Nay im biển nhưng mà luôn đang có chiếc mưa, cái hướng kia đang chiếc nguyên đen. Nguyên đen mà không biết có mưa không, nếu mà chiếc mưa trời mưa là sóng sẽ có sóng cả nhà. Thì cũng có mưa ghẹ giọng nữa nha. Mưa ghẹ xanh. Mưa ghẹ xanh nữa nha. Giọng như túi lưới như vậy nó không có chết ra nha. Đó, còn mưa ghẹ. Đây cũng là cực ký à. Gió rồi cũng bắt đầu thổi lên rồi đó. Dạ hiện tại cũng chiều rồi cả nhà. Đây Dương có thêm mới như ghẹ nữa nha. Này là con cua gì à. Mới ghẹ nhỏ nhỏ rồi cả nhà. Ghẹ này ăn cũng ngon lắm cả nhà. Chuyến này về Dương định bán đồ đây nè. Có biết có ai ủng hộ Dương không nè. Đồ biển đem về cả nha. Cua nè. Này ghẹ đó. Con cua nhỏ xíu xíu. Này ghẹ đó nha. Ghẹ này ăn cũng rất là ok luôn. Dương bán này Dương là sẽ lựa ghẹ chắc cho cả nhà ăn nha. Có đợi nãy giờ chiều giờ đây có con sò lông. Sò lông với con sò ấy. Rồi thế là thấy sò lông đã không? Dương giọng sao cũng được mớ nè. Ốc mỡ thì hiện tại lè ve có mấy con mà cả nhà. Mà cũng bự bự không à, mập mập không cả nhà. Đó, leo que ốc mỡ lúc này cũng ít lắm cả nhà ơi. Mớ ốc gai cả nhà. Dương cũng được mớ ốc gai nữa. Đó, mấy con mập mập đã quá nhà. Đó, cái bự bự không à. Ốc ai gai này ăn cũng ngon. Đó, sáng vô bán đồ tươi, ta giọng rồi ăn ngon hơn nha. Còn mà Dương mà lâu lâu thì Dương về là trúng tiếng về cái Dương có ha chứ. Chứ mà Dương đợi tới về là ốc này là tiêu hết. Không có bán chết hết rồi nha. Này đa số người ta bán vô nhà hàng rồi người quán rồi người ta ăn liền cả nhà, tươi sống cả nhà. Còn vợ Dương đi 4-5 ngày từng lễ gì đó Dương về là coi như là xong luôn. Không có để dành được ốc, không có để dành được cũng hên xui luôn á. Muốn lên bờ cũng hên xui á. Cả nhà cũng có mua thì cái gì dặn trước. Có gì nào Dương về á Dương sẽ giao cho mọi người nha. Cái này Dương mưa lên bờ Dương cũng định bị bán nè. Bán đồ tôm cá mực nè cả nhà. Cả nhà nhớ ủng hộ Dương nha. Mà Dương phải đi khoảng từng vài hôm Dương về cả nhà có mua á đồ là Dương dặn Dương trước cả nhà. Dương sẽ giao gần gần, hiện tại gần gần thôi với Dương không có thời gian để đi giao xa hơn cả nhà ơi. Giờ Dương làm thì cũng về, Dương sẽ sắp xếp không biết giờ nào về làm thì chúng thì ở lại nhiều lúc đồ này ấy thất thì chặt nhà công chuyện hay gì Dương cũng phải về. Dương không biết gì về nào cả nhà muốn mua thì dặn như trước Dương sẽ có sức để giao cho cả nhà nha. Đồ Dương về là đồ biển hiện tại là rất là tươi cả nhà. Hiện tại chỉ mưa tới à, có công chuyện ngoài biển á cũng nhiều lúc cũng sóng thì nó yên ngã, nhiều lúc cũng sóng gió rồi cũng dữ lắm nhờ. Bây giờ cũng tới giờ Dương với anh hai sẽ tiếp tục làm cả nhà. Hy vọng tối nay sẽ chốt có kiếm được nhiều cá tôm đồ mực đồ ở nhà đem về để phục vụ cả nhà nha. Nhà nhà nhớ ủng hộ Dương nha. Mà nhớ xem cũng ủng hộ Dương chụp đỉnh để Dương cũng mới làm YouTube có nhiều đâu Dương làm chụp chụp chụp. Hy vọng cả nhà nhớ xem ủng hộ nha. Để có đóng góp cái gì để Dương sẽ làm hay hơn cả nhà ha. Giờ tiếp tục Dương sẽ làm nha cả nhà. Tối rồi, giờ cũng tới giờ làm rồi. Cả nhà thông cảm nhiều lúc Dương có một mình Dương nha. Vừa làm vừa quay vừa quay không có được cả nhà. Tại vì trên biển sóng gió rồi đặt cái cây quay đồ này kia không nổi. Vừa lúc Dương quay bằng điện thoại nên đặt cây quay giờ sóng gió nó tạt nước rồi không có được cả nhà. Điện thoại thì làm thì cực khổ mà tạt nước vô cái là xong luôn cả nhà. Không có gì luôn cả nhà. Vì sóng gió nó nghiêng nhiều lúc quay déo rồi nó cũng lắc rồi cả nhà cũng thông cảm. Đi xuống đây là biển gió nó lắc cả nhà.
sóng nghe bọc là sẽ lắc lư nha. Nhà theo thông cảm đi nha. Thôi dừng làm đi cả nhà. Có gì dừng sẽ quay xa cho cả nhà xem nha.